Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Và lời nói đầu tiên mình xin đại diện cho Yamaha Sài Gòn 1 gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn khách hàng đã ủng hộ dòng xe Yamaha Exciter 150 trong giai đoạn tháng 7 vừa qua. Tới thời điểm hiện tại mà vẫn nhiều khách hàng á, họ quay lại họ bảo dưỡng xe, họ cứ hỏi là chiếc này vẫn còn sản xuất à. Anh cứ nghĩ 155 ra là 150 ngừng sản xuất chứ. Nhưng mà không nha các bạn, tới thời điểm hiện tại Yamaha Exciter 150 vẫn đang được sản xuất bình thường. Tuy nhiên nó chỉ giới hạn những cái màu sắc lại thôi, nó không có sản xuất những cái màu mà mấy bạn thấy là cơ bản ngoài đường. Ví dụ như màu đen nhám không còn nữa, đỏ nhám không còn sản xuất nữa, đó, nó ngưng lâu lắm rồi. Nếu nói nó ngưng sản xuất, hãng thông báo ngưng sản xuất thì không đúng, mà chỉ là hãng không giao hàng khoảng hơn nửa năm nay. Thì ngấm ngầm chúng ta cũng có thể tự hiểu được là mấy màu đó nó không còn nữa. Không biết là kế hoạch sắp tới nó có còn sản xuất lại với bộ tem mới hay không thì chưa biết nha. Nhưng mà những màu đang được bán hiện tại, các bạn đang xem đây là màu xanh đen. Xanh GB, xanh GB gì đó nó cũng ngưng khoảng 3 năm rồi. Và hiện tại đang bán màu xanh đen này với giá là 45.800.000 đồng, giá đã bao gồm VAT, chưa trước bạ biển số. Con này thì nó sẽ phù hợp cho những bạn nào đã từng thích màu xanh GB hay là một màu xanh nào đó của Yamaha Exciter 150 thì các bạn có thể hốt em này, tại vì đây là màu xanh duy nhất ở thời điểm này. Đèn này, đèn đề mi nó sẽ luôn sáng, xi nhan nằm ở phía dưới bóng vàng, còn ở trên sẽ là pha cốt là đèn LED nằm ở trên đầu xe hết. Con này thì cái đuôi nó sẽ là màu đen tem xanh, còn cái đầu nó sẽ là màu xanh ha. Rồi, mình sẽ chuyển sang màu sắc thứ hai. Bây giờ nó chỉ sản xuất những cái màu sắc này thì mình sẽ quay những cái màu đang được sản xuất cho mấy bạn ha. Và đừng hỏi là đen nhám sao anh, có không anh? Cái đó đặt hàng đi, tôi tự lên dàn áo cho mua. Như chiếc monitor mình cũng tự lên dàn áo đó, lát mình sẽ quay tới cho mấy bạn xem. Tức là những chiếc trong video mà đang được sản xuất á, hiểu chưa? Còn mình không quay tức là nó không có hàng đó. Con này là màu xám mâm đỏ, xám nhám ha. Cái đuôi nó sẽ là màu đen bóng. Nó giờ mấy phiên bản giới hạn nó sản xuất vậy các bạn. Cứ cái đầu sẽ là màu nhám, còn cái đuôi nó sẽ màu bóng hoặc là nó nghịch màu với nhau. Đầu xám đuôi đen. Mâm của xe sẽ là màu cà rốt, màu đỏ cam cam đỏ vậy. Tem của xe sẽ trùng màu với màu mâm. Có cái sự logic ở trên phía dưới nha. Giá con này hiện tại là 45.800.000 đồng. Thông tin cửa hàng Quang sẽ để dưới phần mô tả nha. Các bạn nhấp xuống chữ xem thêm ở phía dưới á. Đó, có tên, vị trí, số điện thoại liên hệ, toàn bộ sẽ nằm ở phía dưới. Chiếc này sẽ có phanh đĩa theo dòng một piston và vỏ là vỏ không ruột. Các bạn lưu ý một điều là không có bất kỳ một cái phiên bản nào trên dòng Exciter 150 có phanh ABS. Nếu mà có là coi chừng là bị độ, bị làm linh kiện này là các thứ rồi. Tại vì bản gốc của nó là nó không có phiên bản nào ABS, không có phiên bản nào khóa thông minh hết. Rồi, màu sắc thứ ba của ngày hôm nay đó sẽ là màu trắng ngọc trai. Giấy tờ nó sẽ ghi là màu trắng đen, nhưng mà cái màu sắc thực tế các bạn sẽ thấy ở ngoài đúng là trắng đen thiệt. Nó sẽ có những cái viền màu tím, và trắng của nó không phải là trắng sữa, trắng tinh, nó là màu trắng mà dạng như nó giống viên ngọc trai á. Cái màu ánh cẩm sa cừ á đó. Thường mấy chiếc tay ga của Yamaha đã có màu sắc này rồi, và xe thể thao của Yamaha cũng đã từng xuất hiện trên đời 155 cũng có màu này. Tem của xe sẽ là màu tím á, một cái bảng phối màu khá là lạ trên dòng xe này, cũng 45.800.000 đồng cho phiên bản Exciter 150 màu trắng này. Cũng giống như cách phối màu kia, đầu màu trắng, tem màu đen thì cái đuôi nó sẽ là màu đen, tem màu trắng, nó nghịch nhau như vậy. Chiếc này sở dĩ còn bán được á là do người ta thích cái kiểu dáng của nó đó. Chứ về tính năng đó, khóa chìa, tất cả các phiên bản đều sử dụng khóa chìa, không có phiên bản nào khóa thông minh hết. Và cái công tắc đèn vẫn còn được giữ lại sản xuất trên dòng Exciter 150 này, có cái công tắc phụ ngay chỗ này luôn đó, tắt máy được luôn. Mấy chiếc 155 mới là bỏ công tắc đèn rồi, hoặc là mấy chiếc xe số mới á bỏ công tắc đèn à. Mặt đồng hồ của xe sẽ là mặt đồng hồ điện tử, xem được tất cả các thông số cần thiết. Bên này sẽ có đèn passing và cái vị trí đặt kèn rất là thông minh của nhà Yamaha, đặt ở vị trí dưới cùng. Cái kiến của xe sẽ có hình chiếc lá như vậy, dạng nó thể thao đó. Rồi đây là chiếc màu trắng, sẽ có chương trình trả góp nữa nha. Bạn nào mà muốn mua trả góp là bên mình có hỗ trợ luôn. 2.0 lít trên 100 cây là mức tiêu hao nhiên liệu của xe này. Tính ra 1 lít xăng chúng ta sẽ đi trung bình tầm khoảng cỡ 50 cây ha, tùy theo cái quãng đường chúng ta chạy và cái cách chạy như thế nào nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang một màu sắc khác, đó là màu trắng phiên bản RC bên mình còn nè. Trắng này là trắng đỏ đen. Thì trắng nãy là trắng ngọc trai, còn trắng này là trắng sữa thông thường nè, trắng tinh thông thường nè. Con này cũng đồng giá luôn, 45.800.000 đồng. Còn trả góp thì như thế nào? Là trả trước thấp nhất là 20% giá trị xe, cao nhất là 70% giá trị xe. Thủ tục chỉ cần căn cước công dân có chip, từ 18 tuổi trở lên là được.
cũng có chương trình thu xe cũ đổi xe mới luôn. Cứ đem xe nào mấy bạn muốn bán lại đại lý sẽ có nhân viên kiểm tra xe báo giá cho các bạn nha. Báo giá xe cũ không báo online nha các bạn. Đừng có hỏi em có chiếc Sonic chạy 30.000 cây thì giá bao nhiêu, không có định giá được kiểu đó. Chạy đến có nhân viên họ kiểm tra máy móc các thứ nữa. Còn xe mới thì mình báo giá tàn lan trên YouTube hết trơn nè, không có giấu giếm gì hết. Xe này cần số của nó là 1 càng và nó có 5 số thôi nha. 155 á nó mới có 6 số. Bên mình không có bao nợ xấu vậy trơn nha, không có quảng cáo gì cái vụ bao nợ xấu gì hết. Cứ ra làm hợp đồng, có nợ xấu cứ ra làm hợp đồng. Đậu hay là không đậu gì thì sẽ biết luôn, không có tính phí vậy trơn á. Hoặc là làm online cũng được nữa, mà online nó sẽ khó khăn hơn chút nha. Về chấn bồn con này nó sẽ hơi ngắn, phụt có nó phụt monoshock, nó có một phụt thôi. Và cái vỏ sau nè, cái chiếc RC vỏ Maxxis, còn cái chiếc phiên bản giới hạn thì cái vỏ nó vỏ IRC và vỏ này đều là vỏ không ruột hết. Thắng sau của nó cũng là thắng đĩa luôn. Rồi về cái phần mà đuôi sau á thì các bạn có thể thấy cái xi nhan của nó lồi sang hai bên. Nó sản xuất giống như là cho mấy bạn nam mà trẻ trẻ thích độ xe á, thì ở ngoài mấy cửa hàng phụ kiện á nó có cả ngàn cái loại xi nhan để các bạn có thể độ lên xe này. Cái gì sao cũng vậy luôn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một màu sắc mà bên mình đã làm lại dàn áo, làm lại tem xe. Mình đã có một cái video riêng cho chiếc xe này Monster. Giá thành hiện tại thì nó sẽ tầm khoảng cỡ 49-50 triệu ha, đối với chiếc Monster này. Và có những thời điểm nó sẽ không có hàng này. Mấy màu jean thì nó đang được sản xuất nên có, còn màu này nó ngừng rồi, bên mình phải làm lại cái bề ngoài của xe. Chính vì thế mà đôi khi sẽ không có hàng. Bạn nào thích màu này thì có thể liên hệ đặt trước nha. Nhớ đặt trước nha, chứ không phải ra gấp. Em gấp lắm rồi, thì chuẩn bị trước đi. Màu này là màu đen bóng, có tem màu xanh lá cây và màu xanh dương. Rất là nhiều thương hiệu trên chiếc xe này, ví dụ Ineos nè, Yamalup nè, rồi nước tăng lực Moisture đó. Bạn nào uống nước đó chưa? Mình chưa uống, mát quá. Thấy không, siêu thị tới ba mấy ngàn một lon, không biết giờ có giảm giá chưa mà không biết ngon nữa. Xe này sẽ có một cái remote để tìm xe ha. Và khóa thì tất nhiên khóa cơ, và các bạn có thể mở cốp yên ở trên cụm một khóa trên đó luôn. Cái cốp yên xe mấy chiếc thể thao này chúng ta sẽ không để được cái gì hết trơn, nó bích chịch vậy. Chế độ bảo hành xe là 3 năm hoặc là 30.000 cây, bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc. Bình xăng thì nó sẽ nhỏ hơn 155 nhiều, chiếc này có tầm khoảng có 4.2 lít à, trong khi mấy chiếc 155 là 5.4. Chính vì thế những bạn nào mà yêu thích công nghệ, yêu thích cái sự cải tiến, sự đổi mới thì các bạn có thể quan tâm tới dòng 155. Còn 150 dành cho những bạn nào mà đã thích kiểu dáng xe này rồi. Cân nặng của xe là 117kg, nhẹ hơn mấy chiếc 155. Và như lúc nãy mình có chia sẻ đó, thì về cái công nghệ thì 150 này sẽ ít hơn 155 rất nhiều. Động cơ 150, SOHC gọi là mát bằng dung dịch vậy thôi đó. Các bạn ơi, còn một màu jean nữa nha các bạn, đó là màu xám ánh xanh nha. Nhưng mà trước khi đến với màu jean á thì mình sẽ quay sơ một cái màu phiên bản màu độ nữa, đó là màu xám ánh tím. Thì con này cũng sẽ tầm giá với Monster là 49-50 triệu á. Màu này, cái tông màu của nó sẽ chuyển màu, tức là nó pha giữa xám với tím. Khi bạn đứng ở một góc thì bạn thấy sẽ thấy cái mỏ dè nó màu tím, bạn đứng một góc thì bạn sẽ thấy mỏ dè nó màu xám đó, nó chuyển màu như vậy. Rồi bây giờ sẽ chuyển sang màu sắc cuối cùng của ngày hôm nay, đó là xám ánh xanh đen bạc. Đúng là cái kiểu dáng hàng Exciter 150 nó một huyền thoại nha các bạn. Tới giờ mà Yamaha vẫn còn sản xuất là hiểu vấn đề rồi đấy, tức là nhu cầu khách hàng vẫn còn. Tại thường cứ ra mắt xe mới là xe cũ thì sẽ ngừng sản xuất, nhưng riêng Exciter là một trường hợp ngoại lệ của nhà Yamaha. Con này cái tông màu của nó sẽ là xám ánh xanh, viền mâm và tem xe sẽ là màu xanh dạ quang, xanh đục chuối như thế này để nổi bật cái thân xe trên cái nền tối tối như vậy. Cũng 45.800.000 cho chiếc xám ánh xanh này luôn. Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở video lần sau nha. Cảm ơn mọi người đã xem, thông tin cửa hàng dưới phần mô tả. Bye bye.